xin chào các bạn đã trở lại với kênh Milo Võ. Video hôm nay xin mời các bạn theo chân nhà mình đến với bãi dài Nha Trang. Đây là một trong những địa điểm hấp dẫn không hề bỏ lỡ khi du lịch ở Nha Trang. Nơi đây được tạp chí National Geographic Mỹ xếp hạng là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đây là hành trình di chuyển trên Google Maps, bãi dài cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 30 km. Còn đây là vị trí của bãi dài Nha Trang trên Google Earth. Biển bãi dài Nha Trang nằm tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Bãi biển nằm cách sân bay Cam Ranh gần 10 km và nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 30 km. Xin chào các bạn, giờ nhà mình đang trên hành trình đến bãi dài Nha Trang. Do video hành trình khá dài nên mình chọn ghi hình từ cầu Bình Tân. Đây cũng bắt đầu cung đường đẹp khi đi qua cung đường ven biển trên đèo Cù Hình Nha Trang. Đây là cầu Bình Tân, là một cây cầu bắc qua sông Tắc, nối hai đầu đường Nguyễn Tất Thành. Nó có chiều dài là 306m, được khánh thành vào năm 2008. Cây cầu nối liền hai cung đường huyết mạch từ trung tâm thành phố Nha Trang đến sân bay Cam Ranh. Còn đây là đường DT6571 hay còn gọi là đại lộ Nguyễn Tất Thành. Từ đây di chuyển khoảng 18 km thông qua đèo Cù Hình là đến khu vực bãi dài Nha Trang. Giờ nhà mình đã đến đèo Cù Hình Nha Trang. Đây là một trong những cung đường đèo ven biển đẹp nhất ở Nha Trang. Đèo Cù Hình dài khoảng 8 km, nằm cách mặt nước biển 20m. Đèo có tên là Cù Hình vì tên đèo được đặt theo dãy núi Cù Hình Cam Ranh ngay bên cạnh. Cung đường đèo này đã được khởi công từ năm 2004 và hoàn thành trong 13 tháng thi công, giúp rút ngắn được quãng đường khoảng 20 km di chuyển so với tuyến quốc lộ 1A đi từ sân bay Cam Ranh vào thành phố Nha Trang. Tương tự như đèo Khánh Lê, đèo Cù Hình Khánh Hòa được coi là một trong những cung đường tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ. Khi di chuyển qua đèo Cù Hình, bạn có thể dừng chân tại trạm để nghỉ ngơi và chụp ảnh. Từ vị trí này, các bạn có thể hướng tầm mắt thấy được Hòn Tầm, Hòn Mung, Hòn Tre ở phía xa xa. Giờ xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cung đường đèo xinh đẹp này nhé.
Giờ nhà mình đi tiếp đường Nguyễn Tất Thành để đến với Bãi Dài. Bãi Dài Cam Ranh thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa đã được tạp chí National Geographic Mỹ bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ở trung tâm thành phố Nha Trang sẽ không có nhiều resort và không gian biển dành cho bãi tắm công cộng là chủ yếu. Các resort chủ yếu nằm ở khu vực Cam Ranh, đoạn này của đường Nguyễn Tất Thành có rất nhiều resort lớn của các thương hiệu khách sạn nổi tiếng trên thế giới. Đường xuống biển ngắm Bãi Dài, nhà mình sẽ di chuyển trên con đường bên cạnh Arena Cam Ranh. Biển Bãi Dài Nha Trang nằm tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây là bãi biển đẹp bậc nhất trong vịnh Cam Ranh và nằm cách xa thành phố. Bãi biển nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 30 km, cách sân bay Cam Ranh gần 10 km. Bãi Dài có biển trong xanh, bờ cát trắng trải dài mịn màng, sóng không quá lớn tạo nên vẻ đẹp yên bình và thơ mộng, phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng biển. Giờ nhà mình đã đến khu vực Bãi Dài Nha Trang, vị trí này trên Google Maps gọi là bãi biển cộng đồng Cam Ranh. Các bạn có thể mua nước và gửi xe ở khu vực này rồi đi xuống bãi biển để tắm nhé. Mời các bạn cùng đi xuống bãi biển xinh đẹp này nhé. Bãi cát ở đây mịn và rất sạch, những ngày biển im, thủy triều rút xa, biển rộ ra một vùng cát rộng mênh mông, vì thế nơi đây có tên là Bãi Dài. Thời điểm lý tưởng đi du lịch Bãi Dài là vào mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, lúc này thời tiết nắng đẹp, khô ráo, thuận lợi cho việc di chuyển.
Nếu bạn muốn tránh thời điểm cao điểm của du lịch biển thì khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 3, lúc này biển khá im, thời tiết mát mẻ. Đến đây, ngoài việc tắm biển, các bạn cũng có thể ngắm những chiếc máy bay cất và hạ cánh từ sân bay Cam Ranh. Giờ xin mời các bạn cùng ngắm bãi biển Bãi Dài, Nha Trang cùng với tiếng sóng vỗ nhé.
có đường ấn vào nữa, để tí nữa đây. Tí nữa bác ấy nó cháy lên rồi bác đặt. Đây con ra cái chỗ nước mình dưới dưới nhánh này con chơi. Bây giờ nước nó đang lên đấy. Video đến đây là kết thúc. Nếu xem hết video xin hãy một kênh bằng cách like và để lại bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để xem các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.